Chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh hôm nay Chủ nhật 28 tháng 11 năm 2021, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi nội dung sau đây, phần 13 và phần 14, chương 9, thiền thứ 3. Để mở đầu buổi phát thanh, Đỗ Hiếu xin kính mời quý vị theo dõi phần 13, chương 9 do Nam Anh trình bày. Đệ tam chiến khu Yên Bái. Vào cuối tháng 10 năm 1945, Nguyễn Vịnh được phái lên Yên Bái, bắt tay vào việc Nguyễn Vịnh ngoại giao với quân đội Trung Hoa, mướn căn nhà của huyện. Một nhân viên sở hỏa xa ngay gần ga xe lửa lập trụ sở công khai, phụ tá Nguyễn Vĩnh có Lê Huy được mật phái liên lạc với cấp chỉ huy Bảo An Binh, nhưng Bảo An Binh đã ngã theo Cộng sản. Nhân mượn được một số khí giới của quân đội Trung Hoa, Nguyễn Vĩnh, Lê Huy cùng một số cán bộ địa phương bèn mặc giả quân phục Trung Hoa đi tuần đêm, rồi lẻn vào trại Bảo An Binh thuyết phục cấp chỉ huy. Đến hồi 4 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 1945, một mặt ngầm thông tin cho quân đội Trung Hoa biết, một mặt chia đóng các ngã đường chặn tước khí giới của toán quân tuần tiểu Cộng sản, rồi ngầm phái quân tiến chiếm dinh chủ tịch chính phủ. Tuy hành động bí mật, nhưng tỉnh đảng Bộ Cộng sản cũng dò biết, họ sợ quân đội Trung Hoa can thiệp, nên vội cùng bộ đội rút lui lên Bá Dương, rồi dùng thuyền sang sông. Khi quân đội Việt Quốc kéo sang đến trụ sở tỉnh đảng Bộ Cộng sản, thì đã không còn thấy một bóng người. Công việc chiếm đóng tỉnh Yên Bái diễn ra trong vòng im lặng. Sáng ngày 27 tháng 10, mặt trời đã lên cao, nhân dân thành Yên Bái khi nhìn lên các vị trí thấy lá cờ khác mới biết là đã có sự thay đổi chủ. Nhân dân rất ngạc nhiên, sao được biết là Việt Nam Quốc dân đảng đã chiếm được tỉnh thì tự nhiên lấy làm vui mừng, hoan nghênh nhiệt liệt, muôn người như một. Họ làm sao mà quên được Nguyễn Thái Học cùng các liệt sĩ bị thực dân hành hình ở trên mảnh đất này hồi năm 1930. Họ sẵn niềm tin và ngưỡng mộ từ trước. Sau khi đã chiếm xong Yên Bái, Nguyễn Vĩnh cho mời nhân dân hội lại nói chuyện, yêu cầu nhân dân cử người đại diện làm chủ tịch tỉnh chính phủ. Thái Văn Phúc được toàn thể nhân dân cử giữ chức ấy. Vũ Nguyên Hải giữ chức chủ tịch tỉnh đảng bộ. Nguyễn Vĩnh giữ chức tư lệnh chiến khu, Nguyễn Duy Dị chính trị vụ, Quang giữ chức an ninh, Phạm Sinh liên lạc và tuyên huấn, Liễu giữ chức kinh tài. Công tác được xúc tiến đầu tiên là mở các khóa huấn luyện chính trị đảng vụ cho quân đội do Nguyễn Duy Dị phụ trách. Tổ chức các vị trí phòng thủ gần đồi cao do Quảng Đương chỉ huy, trại Lê Dương do Lê Huy chỉ huy, Gò Chùa do Quảng Hiệp chỉ huy, mỗi vị trí đóng một trung đội, còn tập trung cả ở tư lệnh bộ để hàng ngày huấn luyện chính trị, mãn khóa 4 tháng lại ra thay để các toán ngoài về học. Chương 2. Sau ngày chiếm đóng Yên Bái được một tháng, thì nhận được mật thư của Vũ Huy Hùng, chủ nhiệm tỉnh đảng bộ Phú Thọ, yêu cầu cho quân xuống giúp sức để chiếm Phú Thọ. Sau khi đem quân đội đánh chiếm tỉnh Phú Thọ xong trở về Yên Bái, thì Cộng sản liền mở một mặt trận bao vây Yên Bái, và từ đó đồn cao và trại Lê Dương luôn luôn bị các đội đột kích của Cộng sản tới tấn công. Xong, mỗi lần như vậy là quân đội Cộng sản lại bị thất bại nặng nề. Tuy vậy, tỉnh Yên Bái ở trong tình trạng thiếu yên tĩnh. Quảng Đường sau khi hai lần bị địch tấn công, sợ cáo ốm, Nguyễn Duy Dị được cử
thay chỉ huy Đồn Cào. Được tin thay đổi chỉ huy Đồn Cào, Cộng quân cho là các cuộc tấn công của mình có ảnh hưởng, bèn dồn quân ở Phú Thọ, Nghĩa Lộ, phối hợp với quân Yên Bái, mở mặt trận tấn công đại quy mô vào Yên Bái. Cuối tháng 11 năm 1945, Cộng quân chia ra làm hai cánh, một tiếng đánh Đồn Cào, một tiếng đánh trại Lê Dương. Đồn Cào, một vị trí rộng trên 2 cây số chu vi. Quân số đóng tại đồn này có 20 người với hai chỉ huy là Nguyễn Duy Dị và Cai Nghi. Trại binh này được xây cất từ năm 1912. Trước đây, lính Cờ Đen có đóng, sau đến Pháp sửa sang lại, nên trong đồn sẵn sàng nhà cửa khi quân đội Pháp rút lui thì quân Nhật đóng. Đến khi quân đội Trung Hoa sang giải giới, binh sĩ Nhật rút về Hà Nội, quân đội Trung Hoa chiếm đóng Đồn Cào. Khi Việt Nam Quốc Dân Đảng chiếm được chính quyền, thì quân đội Trung Hoa giao lại, lùi ra đóng ngoài ga Yên Bái. Vào hồi 21 giờ, Đồn Cào được mật báo Cộng quân đến, tấn công đồn bằng hai tiểu đoàn địa phương quân. Tự xét, nếu giải quân ra bốn mặt, thì trận tuyến quá rộng, hỏa lực mỏng, khó chống đỡ nổi. Nguyễn Duy Dị cho lệnh dàn quân có một mặt từ Bái Dương xuống, còn mặt sau sông thì chỉ chia ra hai vòng gác đặt trên gác cao mà thôi. Công việc xếp đặt vừa xong, và hồi 24 giờ thấy bốn mặt hò reo, đạn nổ như mưa rào, cộng quân từ mặt Bái Dương ồ ào tiến tới. Quốc Dân Đảng đợi địch tới gần mới nổ súng, nên mỗi loạt súng nổ là có một số cộng quân ngã gục xuống chân hào. Đôi bên cầm cự cho đến 7 giờ sáng, cộng quân mới rút lui về các vị trí cách đồn chừng 400 thước. Mặt trận trại Lê Dương cũng đã được tin chuẩn bị sẵn sàng những vị trí phòng thủ. Trại này không được tổ chức kỹ càng cho lắm, do đó cộng quân vừa nổ súng thì đã đột kích tiến tới sát đồn. Đã dự định kế hoạch trước, tiên tuyến vẫn chống cự với cộng quân, còn quân trong đồi lùi về Bảo Sơn, trận địa của cộng quân bắn theo, quay súng ngắm thẳng nóc trại quân đội Trung Hoa. Quân đội Trung Hoa tưởng là cộng quân tấn công mình, tức giận cử một liên đội đến đánh vào thẳng sườn cộng quân, bị quân đội Trung Hoa tiến đánh một cách bất ngờ, cộng quân bị thất bại một cách nặng nề, phải rút lui rồi tập trung quân đội đánh Đồn Cào. Trường lục quân nguyên trước được tổ chức ở chiến khu Lào Cai. Sau nhận thấy địa thế ở Yên Bái thuận tiện hơn, nên Chủ tịch tỉnh Đảng Bộ Vũ Nguyên Hải điều đình với Trung ương cho chuyển xuống Yên Bái. Sau 2 ngày, trại Lê Dương bị tấn công, thì hiệu trưởng trường lục quân dẫn các giáo viên và học viên xuống tới Yên Bái và được Bộ Tư lệnh tạm nhường trại Lê Dương để nghỉ ngơi, đợi đánh bại cộng quân mặc Đồn Cào rồi sẽ giao cho trường này, vì đồn đó mới có đủ tiện nghi. Nghe thấy Đồn Cào đủ tiện nghi, các giáo viên và học viên đến xem, lấy làm ưng ý, tự xin đảm nhiệm, và ngay ngày hôm đó Đồn Cào được chuyển giao cho trường lục quân. Nhận Đồn Cào được 2 ngày, hiệu trưởng và các giáo viên nhận thấy cần phải tấn công diệt quân đội Cộng sản thì học viên mới có thì giờ luyện tập. Nên Cao Hùng, hiệu trưởng trường lục quân, xuống bàn định kế hoạch, phối hợp phân công tấn công cộng quân. 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh và Nguyễn Duy Dị dẫn một đại đội Quốc Dân Đảng vòng theo ngã Bái Dương tấn công, còn học viên do chính hiệu trưởng Cao Hùng cùng với các giáo viên chỉ huy tiến thẳng vào mặt trận địch. 5 giờ sáng, Quốc Dân Đảng chạm phòng tuyến đầu tiên của địch, lập tức đánh thẳng vào trong lúc thảnh thốn bất ngờ. Trận tuyến cộng quân tan vỡ lui về Bộ Chỉ huy. Được thắng lợi, Quốc Dân Đảng liền truy kích. Bộ Chỉ huy địch thấy tiền tuyến bị vỡ, lập tức quay lại để đối phó. Ngay lúc đó, đã lén đưa học viên vào giáp, vị trí địch xung phong tiến lên. Cộng quân hai bề thù địch một cách bất ngờ. Cả trung đoàn địch bỏ lại một số vũ khí, lùi lên Nga Quán rồi rút qua sông. Trận này chiếm được một số vũ khí, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh
vui lòng nhường lại hết cho trường lục quân về sự thiệt hại một giáo viên người Nhật là Thành và một học viên là Di bị thiệt mạng cùng với hai quốc dân đảng bị thương. Sau trận phản công thắng lợi đó, Nguyễn Vĩnh tin tưởng vào trường lục quân, quyết định liên lạc với chiến khu Lào Cai tiến đánh Nghĩa Lộ để mở rộng phạm vi kiểm soát. Vào trung tuần tháng 12 năm 1945, được lệnh của tư lệnh bộ đệ tam chiến khu, Nguyễn Vĩnh thân cầm quân lên Lào Cai, phối hợp với đạo quân Yên Bình xã do Triệu Quốc Lộc chỉ huy tiến đánh Nghĩa Lộ, đồng thời cho lệnh Nguyễn Duy Dị chuẩn bị đợi lệnh tiếp viện. Trước hết, Nguyễn Vĩnh kéo quân đánh đồn binh Pháp ở Than Uyên, Văn Bàn, Tú Lệ rồi đánh xuống Nghĩa Lộ. Khi quân đội tới Bản Hốc cách Yên Bái 82 cây số thì nhận được lệnh trung ương đảng bộ bảo phải đình chỉ cuộc chiến đấu vì đã ký bản thỏa hiệp hợp tác với Cộng sản. Nguyễn Vĩnh ra lệnh ngừng tiến đóng quân tại Bản Hốc. Bằng cứ vào sự hợp tác, ngờ đâu Cộng sản huy động lực lượng quân sự ở Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên lên tới 5.000 người đến đánh quốc dân đảng ngay tại Bản Hốc. Một trận đánh rất lớn, kết quả Cộng quân bị tổn thất nặng nề phải rút lui. Sau trận Bản Hốc, Hoàng Quang Đạt tiến quân ra đóng ở ga Trại Húc. Trong khi ấy, Cộng sản đem quân vào đốt hết nhà cửa phố phường, thóc lúa ở Yên Bình xã, nơi quê hương của Hoàng Quang Đạt. Được cấp báo, Hoàng Quang Đạt phải rút quân từ Trại Húc về Yên Bình xã, đồn trú, cấp tốc ra lệnh cấy lúa để cung ứng quân lương vì số lương thực dự trữ đã bị Cộng quân đốt hết. Đến đầu tháng Giêng năm 1946, tỉnh Đảng Bộ Yên Bái nhận được lệnh của Trung ương do Trúc Thành mang tới, cho biết Trung ương đã ký thỏa ước với Cộng sản, hai bên bất khả xâm phạm nhau và phải cho rút lui quân đội từ Nghĩa Lộ về, nếu trái lệnh sẽ phải chịu mọi hậu quả. Được lệnh, Chủ tịch tỉnh Đảng Bộ đề nghị đặc phái Nguyễn Duy Dị ngày đêm đưa lệnh của Trung ương vào Nghĩa Lộ yêu cầu rút quân. Từ đó, đôi bên ngừng nổ súng, việc đi lại tự do và cách mấy hôm sau, có phái đoàn của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Trần Văn Dầu, Cộng sản và Lê Khang, Việt Nam Quốc dân đảng làm đại biểu đi kinh lý các tỉnh để giải thích về sự hợp tác ấy. Trước tình thế hòa hoãn ấy, chiến khu Yên Bái phát triển mạnh bằng tuyên truyền, cán bộ được tung ra khắp các làng mạc giải thích lập trường đảng, vạch rõ đường lối, chủ trương của Cộng sản ở tương lai, làm cho dân chúng hoài nghi Việt Minh Cộng sản, khiến các cán bộ Cộng sản luôn luôn đứng về thế bị động. Mặc dù có thỏa hiệp giữa hai đảng là một lẽ, nhưng quốc dân đảng Yên Bái vẫn tích cực đề phòng. Vào cuối tháng 3 năm 1946, Cộng quân bốn mặt kéo đến tấn công Yên Bái. Trung đoàn địa phương uy hiếp Đồn Cao và trại Lê Dương. Trung đoàn Thái Nguyên tiến đến công phá Gò Chùa bằng hai mặt, một mặt do đại đội quyết tử chiếm Đồn Điền, Lăng, tấn công sang Gò Chùa, còn chủ lực trung đoàn thì từ chùa Bách Lẫm tiến sang. Bị tấn công cả hai mặt, Gò Chùa nao núng, Quảng Hiệp lo sợ, nửa đêm bỏ đồn Gò Chùa cho cai nghi, tự vào cầu cứu. Tư lệnh Nguyễn Vịnh lập tức phái Nguyễn Duy Dị bí mật dẫn một tiểu đội ra thay thế Quảng Hiệp, cố thủ đòn Gò Chùa, lệnh cho bằng giá nào cũng đổi. Vị trí đòn Gò Chùa có thể nói rằng Gò Chùa mà mất thì tỉnh Yên Bái coi như đã mất, vì Gò Chùa là một vị trí cao nhất ở ngay đầu tỉnh, đứng trên Gò Chùa trong kiểm soát được toàn tỉnh. Ngoài kiểm soát được một quãng đường trên hai công lộ từ Bách Lẫm sang, lại còn kiểm soát được tất cả các gò thấp bao quanh tỉnh Yên Bái. Nếu chiếm được Gò Chùa, Cộng sản sẽ kiểm soát, uy hiếp được tất cả các vị trí quân sự tỉnh Yên Bái. Bởi vậy,
Trong đêm hôm đó, đại đội xung phong cộng sản xung kích vào đồn Gò Chùa. Tiểu đội của Nguyễn Duy Dị tiến tới Gò Chùa, gặp toán tiên phong của toán quân xung phong địch. Đôi bên nổ súng, trong khi ấy Nguyễn Duy Dị vừa tới giữa cầu, thành ra bị nằm giữa hai hỏa lực địch và Quốc Dân Đảng. Đang ở trong một tình thế hiểm nghèo, chợp một quả lựu đạn ném rơi bên cạnh, không chậm giây phút Dị chụp ngay lấy, ném trả lại. Trái lựu đạn nổ tung ngay trên đầu kẻ điều khiển khẩu tiểu liên, khiến kẻ ấy bị chết, bắn sang một bên đường. Đại đội Cộng sản không rõ Quốc Dân Đảng nhiều ít thế nào, vội tháo lui. Suốt ngày đêm không ngớt tiếng súng, Quốc Dân Đảng vẫn kiên tâm cố thủ, trong khi Tư lệnh Nguyễn Vịnh đợi sự giải quyết của Trung ương Hà Nội. Cho đến ngày hôm thứ Năm, thấy Cộng quân vẫn đánh và thêm bích kích pháo bắn sang Gò Chùa. Tính riêng một đêm thứ Năm, Gò Chùa đã nhận được hơn 100 trái đạn, đến nỗi Quốc Dân Đảng không thổi nấu cơm được, Bộ Tư lệnh phải nắm cơm, phái liên lạc đưa đến tiếp tế cho đồn Gò Chùa. Không thể chờ đợi được mãi, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh vào hội ý với hiệu trưởng trường lục quân là Cao Hùng. Sau khi đã quyết định kế hoạch, Nguyễn Vĩnh ra lệnh cho trưởng đồn Gò Chùa một mặt chuẩn bị quân đội chờ đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau, ngầm đưa quân sang phản công cộng quân. Trong khi đó, Cao Hùng đích thân dẫn học viên đi vòng ngã Bái Dương tiến đánh vào vị trí đồn Plăng. Nghe tiếng súng mặt Bái Dương nổ, Gò Chùa quay súng bắn rác sang vị trí Bách Lẫm, và bên sông toán quân của Tư lệnh Nguyễn Vĩnh tiến qua vị trí Gò Chùa đánh thốc vào vị trí đồn Plăng, bị hai cánh quân dồn đánh, cộng quân không cầm cự nổi, phải rút quân vào trong đồn cố thủ. Cộng quân rút vào trong đồn lấy điểm tựa là lũy tre bao quanh đồn điền. Quốc Dân Đảng dựa vào các vị trí sẵn có của địch tấn công, đứng trên đồi cao, Nguyễn Duy Dị cho súng máy bắn vào trong đồn điền Plong, khiến cho cộng quân bị chết hại rất nhiều. Vào hồi 18 giờ, cộng quân biết không thể cầm cự nổi, bèn tháo lui ra phía sau đồn điện, lội qua hồ đi trốn. Ở trên Gò Chùa trông thấy rõ, cho nổ súng truy kích, nhiều cộng quân bị trúng đạn chết dưới hồ. Còn lại một số vì làng đạn, người nọ níu người kia thụt vào chỗ sâu bị chết. Cộng quân ở chùa Bách Lẩm thấy đại đội đóng ở đồn điện Plong bị tấn công, muốn đem quân cứu viện, nhưng bị vị trí Gò Chùa bắn rác quá không thể tiến được. Sau trận này, quân đội Cộng sản kinh sợ, vội rút sang cả Âu Lâu để chuẩn bị lại hàng ngũ. Liên tục chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi Đào Trường Phúc diễn đọc sau đây. Đệ Tam chiến khu Phú Thọ. Sau khi chiếm đóng tỉnh Yên Bái được hơn một tháng, Nguyễn Vĩnh tiếp được mật thư của Vũ Huy Hùng, chủ nhiệm tỉnh Đảng Bộ, tỉnh Phú Thọ, yêu cầu phái quân xuống giúp tay để chiếm Phú Thọ. Nguyễn Vĩnh đặc phái Lê Thanh từ Yên Bái xuống Phú Thọ trước mở cuộc ngoại giao với Tư lệnh Quân đội Trung Hoa. Ngày 16 tháng 11 năm 1945, Nguyễn Vĩnh thân dẫn một trung đội xuống Phú Thọ. Sau khi nghỉ ngơi, đến quá nửa đêm mới ra liên lạc với Vũ Huy Hùng, rồi chia quân đi chiếm đóng các cơ quan hành chính của Cộng sản. Vào hồi 4 giờ sáng, thì bắt đầu ngầm đột kích vào Bộ Chỉ huy Quân đội Cộng sản. Khi Việt Nam Quốc dân Đảng tiến đến giữa đồn, thì bốn bề yên lặng. Biết là đã lọt vào ổ phục kích của địch, nên Nguyễn Vĩnh ra lệnh rút lui. Nhưng chưa kịp rút thì bốn phía súng đã nổ. Nguyễn Vĩnh phải hô quân tiến đánh một góc trại, chiếm lấy vị trí địch, cướp được một súng máy và tất cả tựa vào vị trí địch để chống với địch. Cầm cự được hơn một tiếng đồng hồ thì hai Việt Nam Quốc dân Đảng bị tử thương. Mọi người đã nao núng, thì may sao toán quân của Lê Huy từ ngoài tấn công vào,
đánh lui một góc trại, địch phải rút cả lên trên đồn bắn xuống. Tuy chiếm được hai góc trại, nhưng chiến sĩ Quốc dân đảng lúc này cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Vì Cộng sản ở trên lầu cao kiểm soát được các vị trí nên bắn đầu trúng đó, khiến các chiến sĩ Quốc dân đảng luôn luôn phải tựa sát vào cạnh hào để tránh. Thấy kéo dài, bất lợi, mà rút lui cũng khó. Nguyễn Vĩnh chợt nghĩ ra một kế, ngầm cho các chiến sĩ Quốc dân đảng quay súng bắn trở lại phía trại binh Trung Hoa đang đóng. Nghe tiếng súng từ phía đồn Cộng sản bắn sang trại binh mình, quân đội Trung Hoa liền cho quay súng lớn bắn sang đồn binh của Cộng sản. Tường đồn bị sạt đổ, Cộng quân phải lùi cả xuống vị trí dưới. Lợi dụng cơ hội, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh cho tấn công sang vị trí của Cộng sản. Sợ quân đội Trung Hoa can thiệp, nên quân đội Cộng sản bèn tự rút lui ra ngoài. Thành ra đương bại chuyển thắng, và ngày hôm sau, Liên đoàn quân đội Trung Hoa phái một trung đội chiếm đóng trại bảo an binh, không cho Cộng sản vào tỉnh. Việc giúp Phú Thọ đã xong. Ngày 21 tháng 11, Nguyễn Vĩnh và Lê Huy trở về Yên Bái. Lê Thanh được phái ở lại giữ chức tư lệnh chiến khu. Về quân sự, Lê Thanh rất có tài, tính tình lại bình dị, luôn luôn hòa mình với mọi người, nên được các đồng chí và toàn thể chiến sĩ Quốc dân đảng rất mến phục. Lê Thanh đã tổ chức được một đoàn thiết huyết quân, đầu cạo trọc, quân phục màu xanh, rất dũng cảm. Trái lại, Vũ Huy Hùng tuy là cán bộ hải ngoại mới về, nhưng lại ôn hòa, nhút nhát, lại đi giao thiệp với tư lệnh quân đội Trung Hoa, nhờ làm trung gian hòa giải, trả lại căn cứ cho Cộng sản. Nên Quốc dân đảng trở về đóng ở vị trí cũ của mình, tức là khu nhà ga xe lửa Phú Thọ. Thừa cơ hội, Cộng sản liền ngoại giao cống hiến cho tư lệnh bộ Trung Hoa hai thuyền chở đầy dày lính của Pháp Nhật bỏ lại, cùng một đàn bò hàng trăm con. Đã mua chuộc được lòng tư lệnh Trung Hoa, Cộng sản lại xin phép cho quân đội mình được ra phố, viện cớ để có cơ hội tiếp xúc với Việt Nam Quốc dân đảng thực hiện mệnh lệnh của chính phủ Liên hiệp kháng chiến, kêu gọi đại đoàn kết. Nhưng mỗi khi ra phố, quân đội Cộng sản đều mang theo võ khí. Trái lại, để tránh mọi sự xung đột có thể xảy ra, nên mỗi khi các chiến sĩ Quốc dân đảng ra khỏi đồn binh, chỉ theo lệnh cấp chỉ huy không được phép mang theo vũ khí. Một hôm, tại chợ Phú Thọ, quân đội Cộng sản cậy có võ khí kiếm cớ gây chuyện với các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng. Phải tránh để chờ lệnh, khi được phép đánh trả lại thì khí giới lại vận chuyển đến chưa kịp. Nên Quốc dân đảng bắt buộc phải lấy bát, đĩa, đòn gánh của những bạn hàng bán ở chợ và gạch đá đem ra chống lại quân đội Cộng sản. Nhờ sự ủng hộ của đồng bào vận chuyển thêm cho, nên Cộng sản đã phải bỏ lại hai xác chết và hai khẩu súng, xô nhau chạy về thành. Một số lại chạy lạc, lẩn trốn lên gác máy nước và vào ẩn núp các nhà dân ở các phố lân cận. Còn bên Quốc dân đảng bị thương hai người. Sau cuộc xô sát ở chợ Phú Thọ, Vũ Huy Hồng bị tư lệnh Trung Hoa đe dọa. Hùng phải yêu cầu Trung ương Đảng Bộ đổi Lê Thanh về chiến khu Vĩnh Yên và xin cử Nguyễn Xuân Mai, tức Mai Đen, lên thay thế. Từ đấy, Việt Nam Quốc dân đảng giữ nguyên tình trạng thế thủ, không tiến, không lùi bước nào. Ngày 19 tháng 6 năm 1946, Cộng sản cho chuyển 3.000 quân từ các nơi đến bao vây Phú Thọ. Thoạt tiên, Cộng sản nổ súng ở đồn binh, nhà thương, rồi tiếp đến đồn khác.
súng liên tiếp nổ không ngừng sắp tứ phía suốt 8 tiếng đồng hồ. Các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn im tiếng để chờ lệnh. Mãi đến 10 giờ đêm ngày 19 tháng 6 mới được lệnh. Nếu Cộng sản phạm đồn binh nào thì đồn ấy mới được nổ súng. Đánh nhau liên tiếp suốt 3 ngày đêm, đạn gần hết mà quân số không quá 300 người, cố ý kéo dài thời gian để chờ viện binh ở Việt Trì. Ngờ đâu Việt Trì cũng đang bị Cộng sản bao vây và kịch chiến. Đến ngày 21 tháng 6, toàn thể các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng được lệnh rút lui khỏi Phú Thọ, xuống Hạ Thạch, rồi chia làm hai toán. Một toán rút theo đường cái, một toán đi tắt xuống cánh đồng, tiến về ga Phủ Đức, rồi theo Thiết Lộ. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, bản biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 9 và phần 10, chương 9, chương thứ 3. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới với phần 11 và phần 12, chương 9, chương thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị cùng Vũ Quyến dạng sự an lành, may mắn và dồi dào sức khỏe. Trường cùng một lòng quyết chiến quân thù thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non vì lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non vì ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Những anh hùng vì quốc phong thần không thành công.